là kênh khiếp đảm và sợ hãi, kênh khiếp đảm sợ hãi, khiếp đảm sợ hãi. Duyên khởi tại chùa Kỳ Viên, tại chùa Kỳ Viên, duyên khởi tại chùa Kỳ Viên, và đối tượng là Bà La Môn Chanusoni, Chanusoni. Janus Sony. Janus Sony. Này chắc theo tiếng Anh là cái gì? Nếu tiếng Anh đó là cái này này. Cái này gì vậy? Chơi. Janus. Đây xuống dọc. Nội dung Phật kể lại, Phật kể lại. Bây giờ sau này nó là tôi mong có một ngày nào đó mà khi mà tôi dạy xong, các vị nhìn vô trong túi bạn mấy lần biết mình đã từng còn có muốn muốn mà biết cái ngôn ngữ của Phật nói là sao, chỉ có mình về mình lật lục cái của mình á, bài đó mình coi. Có một cái bài nào mình coi bài gì mình coi cái Đức Phật nói cái đó làm sao, tại sao cái ruột cái kinh vậy mà ông sư cũng tròn dép bao nhiêu đó. Nhưng mà đây khác là vui nhất là mình không phải là dân được đào tạo chính quy, nhưng có điều mình nhìn vô tủ đại đại mình biết rồi mình. Nhưng hôm nay nên đã đông đủ tại đại 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 các vị đã có thể biết được đại khái là mình đã học xong 12 cuốn đó. 400 trang tính trung bình của 400 mình học 12 cuốn đó. Những những điểm cốc độ quần cốc độ thôi chứ còn chứ không phải nói là cũng bữa nay cũng đó là cũng hậu tử hậu tôn mà động thủy niêm chứ không ít nữa. Phật kể lại những kinh nghiệm đặc biệt của Ngài, những kinh nghiệm đặc biệt của Ngài trong thời gian còn ẩn tu. Trong khổ hạnh lâm, trong khổ hạnh lâm, uống về là cái dùng đất là bây giờ nó không còn dễ sợ nữa chứ ngày xưa nó rất là dễ sợ. Trong khổ hạnh lâm, uống về là tại sao gọi là khổ hạnh lâm, là bởi vì á, thứ nhất đó là rừng, thứ hai nó là mấy khu rừng khác á. Ở khu rừng này được gọi là khổ hạnh là bởi vì gì? Thứ nhất là chính Đức Phật Ngài đã từng tu ở đó. Thứ hai nó có nhiều vị tu sĩ họ cũng đến họ tu trong khu rừng khổ hạnh lắm. Của Ruve là bây giờ mười quán tổ là một, đây cũng là một những chỗ mà mình đến hành hương á. Tôi mong lúc nào đó mà nguyên một cúp này mình đi vui lắm á. Vui lắm á. Đi với hai nó đi mình đi cái chỗ nào Phật thuyết về kinh gì mình biết. À nó mình thuyết về kinh đó. À, tôi tính mình vào bệnh trước khi đi mua mớ chuỗi của Đạo Tràng mà đọc kinh. Cái nào mình đọc mình cũng để cái rổ cửa cho bạn đó xong nên mình đi bán. À, bên Thái Lan như thế vậy đó, lâu lâu mà tại nó có nguyên cái chợ bán tượng luôn. Đang tụng vậy được đi, nếu mà muốn đi rách xâm được vị khác vô thế. Thế là các người nghe xung đứa kể đó. Thì không, thì cứ thay phiên nhau, thay phiên nha, thay phiên. Xong rồi trời, vừa xong rồi cái số tượng nó bán như tâm tươi. Ở dân Thái Lan người ta nói là một trong những cái điều mà dân Thái Lan bắt buộc phải biết đó là người dân Thái Lan người nào cũng có đại tượng Phật á. Không có cái chuyện đặc biệt là có một cái vị hòa thượng ở chùa Phật Nán tình cờ thôi cho người ta một tượng Phật mà người ta lại người sống sót sau một tai nạn máy bay. Trời ơi thôi nó về nó lục cho bằng được cái tượng nó kiếm cho bằng được cái tượng nó mới chịu với ông Thác nó phải Phật mới Bồ Tát thôi. Bây giờ tránh được cái nạn máy bay mà đâu phải Bồ Tát nào mà tránh nổi. Phật cho nó bây giờ Phật thì cái mặt giống vậy đấy, tự nhiên là tự Phật chết được. Nó có điểm giống mà có điểm khác. Giống tức là nếu có kiến thức giống nhau thì khi mình niệm Phật á cũng niệm giống nhau, tức là khi mình là người cư sĩ niệm A La Hán thì hiểu A La Hán là gì, còn niệm Thế Tôn thì biết Thế Tôn nghĩa là gì, thì nếu có từng học giống nhau thì nó giống nhau, còn mà khác là khác. Chứ nào với chữ Đăng á, bản thân cái y cái là y chữ Đăng đã giống Đức Phật rồi. Khi mà chúng tôi ngồi niệm Phật á, ngồi tụng kinh á,
thì mình cũng có cảm giác mình nếu mà gần cư sĩ, thành cư sĩ thì hơi như vậy, họ về nhà đó chọc con ở nhà ăn uống rồi nhà cái không khí là cho họ đối với sao rồi tinh tấn lắm đó, là đợi đầu hôm hoặc là sớm khuya khuya đầu hôm sớm mai ngồi trước với bàn thờ tụng được chút nghĩa là ngon lành lắm rồi đó, chứ thường mình ngày không nhớ Phật. Còn tụi tôi dù sao chuẩn có cơ hội hơn để chùa đến chùa mà đi đâu cũng gặp tử đó, lên chánh điện muốn tụng tụng bự uống chưa bự vô trong phòng 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 chưa nào cũng có tượng Phật, rồi đi lên, lên hội trường gặp Phật giống cái phòng như pháp luân, không có phòng nào không có Phật. Rồi thêm một cái nữa là cái nhìn ông sư khác cũng nhớ tới Phật, nếu Phật cho mình muốn người nhìn một ngày dù sao về cái chuyện mà chúng tôi gặp gỡ chứ đăng nha cũng là cái tốt hơn người đời nhìn thấy nhau nó no. Cái tùy ví dụ như cái phòng phòng cái đó là tôi phải nói rõ là có nhiều vị sư vì nhiều vị thầy khó họ cấm, họ cấm là không nên để Phật trong phòng ngủ bởi vì nó sinh hoạt không được đi vô. Còn thật ra đó thì cái lúc 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 đó mình đâu có thấy ngài đâu, không phải nói rõ như vậy, nói chung mình chỉ nhìn ngài những khi nào mình muốn nhìn, mà đã nói là khi mà mình muốn nhìn mà không có tượng Phật cái đó là điều đáng tiếc. Tôi nói có nghe kịp không? Mình ấy chỉ nhìn Phật khi nào mà mình muốn nhìn thôi, chứ thân mình đeo đó mình không nhìn thì thôi, là mình cũng đâu có thấy ngài. Rồi mà khi nào mình muốn nhìn thì lại không có ngài thì rất đáng tiếc. Cho nên nếu ai hỏi tôi phải nói rõ là ý kiến của giới nguyên thôi, ở nơi nào mình muốn thì từ ra restroom, vậy cái chỗ đó là cái chỗ mình vô đó mình làm cái chuyện cấu quế, chứ còn ở kia thì không có. Vì thật tình đó lúc mình cũng không thấy ngài nữa, với tôi sợ ra ở hết lúc mình đâu có thấy ngài nữa, nếu mình không biết nữa nhà ngoài sân nữa. Thì cái chuyện quan trọng đó là mình tôi nói một cái giải các vị nghe vị thấy nó kỳ, so với số vị sư thì làm khó làm căng nói ghê lắm. Mà thật ra tôi chủ trương một chuyện, bất cứ người nào mà mình có điều kiện thấy được Đức Phật nhiều thì vẫn tốt hơn người mà lý luận. Người mà quanh năm cứ nhà tôi nó tại vì về nhà vợ chồng sinh hoạt nha, nên không có muốn để Phật trong phòng ngủ rồi dẹp hết nhà, trong đó sửa mà dưới khóa không có rồi trong bếp mà ai thờ Phật trong đâu. Còn phòng khách nó trời ơi có nhiều nhỏ bạn chúa tới gặp Phật hết, còn cái nhảy đầm mà nhậu nhẹt cũng lắm, không có tâm nghiêm còn ngồi đem Phật ra ngoài đường luôn, không còn chỗ nào hết, không còn chỗ nào thờ Phật hết. Cho nên tôi chủ trương thôi, đừng có lý lĩnh, đừng biết mà mất Phật. Tôi nói trừ ra hai nơi đó là restroom và nhà bếp, tôi không có tán thành. Còn ngoài ra đối với tôi nơi nào cũng là tốt cả, là bởi vì cái thậm chí nó cũng biết ở Việt Nam chưng đăng với nhau còn cự nhau một chuyện, mà tôi thấy kiểu nào cũng có vị nào cũng có lý. Có vị nó không có thích nhìn cái cảnh mà Đức Phật ở ngoài trời, Đức Phật mà lộ thiên nó trời nắng mưa. Có nhiều vị sư tu lâu quá nói với tôi như vậy, sư biết không, tôi gặp chùa nào mà thờ ngoài lộ thiên nó đóng ruột đó. Tại vì sao, vì mình nó đêm hôm mình nó trong nhà còn để ngày, mặc dù xi măng thì nhưng mà để ngoài trời nắng mưa. Nhưng còn con ông thì cũng là nó khác, ông nói mỗi lần ông nhìn Phật trong nhà ông thấy nó không giống ngài thiệt, mà ngài nó Phật á là phải ở gốc cây như vậy đó. Mà cái hai suy nghĩ nào cũng đúng hết. Và tôi chiều bằng cách là tôi nghĩ nếu tôi có chùa thì tôi ở trong nhà là mọi sân, giống như cái bà mà hai bà mà lên xe, một bà thì đóng cửa sổ sẽ ngợp, một bà thì mở cửa sổ thì sẽ lạnh, thì cuối cùng thì cái ông kia ông chiều nó bây giờ đóng xuống kêu đi cho cái bà kia ngợp nó chết, xong mình kéo lên thì bà nào mà sợ lạnh phải không chết luôn đó, thì tôi phải chịu hết. Chứ bây giờ không có cái cách gì mà mình sống ở đây mà chiều nhẹ. Nói thì cứ hai cô mà kỹ rồi tôi cứ kéo lên rồi đi bà, xong rồi sập xuống đi bà nữa xong. Chứ mình đừng có mình nhấp lên xuống, nó cũng sống hai đứa chặt chỗ cho nó dứt khoát 15 phút Ferrara. Tới đâu rồi? Là cái Urubela, nó có cái tên Urubela là gì nè, hồi xưa đó nó có 500 ông đạo sĩ mà trong đó, mà nó mấy ông tu á, mấy ông tu cũng có cái hạnh cũng hay, cái hạnh nó gần giống như cái hạnh mà tôi nói lửa đậu vậy đó. Tức là ông nói nha, mình đây mình tu đây mình không có trịnh, không có ai làm chứng cho tụi mình hết á, thì 500 người mình nó ngang nhau à, thôi giờ vậy ai mà có khởi lên một cái tư tưởng mà tầm bậy á, ra ngoài ngoài sông á, gánh gác vô đây nha. Tôi tưởng nghĩ đến tiền bạc, nghĩ đến chuyện hoàng tục, nghĩ đến đàn bà, nghĩ đến chuyện mà thù người này ghét người kia rồi đó. Mỗi lần nói chung là cái gì tầm bậy là ra ngoài sông gánh cả. Tôi thấy ai gánh cát là tôi biết là ra đó là có cái gì đó, chứ nhưng mà cái điều khỏi nói ra nó quê. Mà tự nhiên mình đi gánh cát đó mình trưng phạt cái gì biết đó. Thời gian ngắn một núi cát đâu á. Cho nên tôi nghĩ tôi không có tiền viện đó là tôi dạy thiền sinh như thế này.
tôi muốn đắp cái nền với điện vậy, tôi nói giờ đứa nào mà cởi tà băm gánh gánh gác thì ai với học viên trong lớp này tôi biết ăn rồi đi gánh gác thôi chứ không có vợ mà tôi điên đó. Thì ăn thua đi xin, tôi thấy mà cái chánh điện mà gần xong thì người ta vui, nhưng mà tôi sẽ bữa thánh thành tôi sẽ nói đấy là vô cùng hân hoan trước đạo tâm là giàu nhạc của các vị là đã là khiến cho cái công trình chính điện sớm hoàn tất. Nhưng tôi rất lấy làm buồn là bởi vì nó nhanh quá, điều đó chứng tỏ là các thiền sinh yêu quý tôi mình mẻ đầy phiền não quá chuyện. Bởi vì mình mà tôi thấy cách tu nó bộ hay á, hay nó vừa enjoy mà nó vừa nó có gì nó nice mà nó kêu á. Nhìn tưởng tượng cảnh giác chiều đi, chừng thấy cô âm thầm của nó mỉm cười gánh gánh cát lên, nó được việc. Cái vấn đề là nó được việc, tôi nhớ nhắc ngày qua trong lớp tôi, cô cho tại tôi đang học lớp speaking and listening thì trong đó còn cô cho tôi chia hai phe cãi nhau về cái chuyện mà có nên giữ là cản biểu hành hay không. Thì tôi lên phát biểu cho nó theo tôi đó, thì almost mấy người mấy killer đó sau khi họ giết người thì phần lớn họ đều hóa hận, họ đều feel sorry hết. Cái từ đó người ta quá đặc biệt, ví dụ như là Bin Laden hay gì đó, chỉ cần phần lớn hoặc là một số người trong lớp mình thôi thì trừ như vậy, chứ còn phần lớn là sau khi miếng cũng đều feel sorry hết. Thì trong khi mà họ phải đã feel rồi đó, feel ready rồi mà mình lại cướp điệp đời của họ, nó là phải phí. Với cái thứ hai đó, tôi nói thế này, biết đâu hôm nay mình kết án người ta, mai người ta có người ngay hôm nay mình chết người ta, mình chết là trước là mình chết chết tức là phán xử người ta nó này, bữa tới ngày mai tới ngày tháng mình. Với một cái chuyện thứ ba tôi nói là tôi hy vọng là có những người tù trước khi họ vào tù, họ vào trong cái jail thì họ là người có khả năng viết văn, làm thơ, vẽ tranh và có những cái khả năng về khoa học, về science các ngành. Thì nếu mà mình giữ cái mạng họ lại đó, biết đâu họ trở thành một mình trong tù mình tạo điều kiện cho họ để mà họ phát triển những cái khả năng đó, thì thế giới bên ngoài lại tiếp tục nhờ cậy được họ. Thì nãy mình nói cái chuyện mà ví dụ Uruguay mình biết đâu mình bỏ tù mình bỏ cho đường biệt. Nếu như Việt Nam mấy cái trại mồ côi với cộng đồng tổ chức hay họ làm cho mấy trẻ em mồ côi và tàn tật nó làm kẹo dừa và kẹo me chuối. Và có lúc cái đồn nó trong mấy đại cùi là trong họ còn làm bánh bao chỉ nữa. Thế họ rụng bóng rồi họ chỉ hất cục bột lên cái họ lấy cùi chỏ họ ấn vô rồi cái ai mà đã rụng còn ngón thì nó cái gấp bột bỏ vô rồi cái nó mở thì nó lắc hất cùi chỏ. Thì đại khái là họ đồn như vậy. Nhưng mà tôi muốn nói một chuyện đó là nếu mà mình tu mình sống cho nó được việc ha, thì mình nhốt tù mình nhốt sao mà nó được việc. Như cái vụ Uruguay này thì tôi nói thiền viện mốt là tôi tới gần biển à, cái đứa nào tạo tâm mình gánh cát. Thì tới lúc thì khách tới viếng, ủa sao mà tiền biển đâu hết rồi, tiền ta đâu hết, tiền sinh rồi, tôi chỉ ra biển ra biển đó, đúng là tiền ra cửa biển đó nha. À, đúng là đi ra cửa biển đó. Càng tu tôi không còn ai chùa tôi ăn vào biển, có nhiều vườn với cô Định Liên cô Hương cũng 2 giờ còn vào biển có làm gì cô. Xong chưa rồi càng về khuya nó càng muốn đánh cá chứ. Chưa à, sao hỏi tại sao ban ngày không gánh nữa, có nhiều người còn nói xấu tụi nó chỉ vì ông ác lắm, ông đài đo đi tử. Mà tụi nó không phải, cô bà tôi không phải ác, mà tại vì mà tụi nó ác, nó canh đời tối là nó muốn đi gánh cát này, nếu phải là tôi càng về khuya là nó nhớ tâm đức nữa rồi gánh cát. Còn nữa muốn đi đạo gánh cát nữa. Nhưng cảnh giác khuya đó, khuya mình đi thăm từng phòng, mình hỏi cái thiền sinh ngủ ngon không, mình hỏi thăm gõ quả này mở cửa hỏi cô kế bên, hỏi cô Hương đâu rồi cô, đi gánh rồi chưa ơi. Cơm thổi cái đầu đã đọc lại tôi nghe. Đức Phật đã nói rất nhiều về những nỗi sợ hãi kinh hoàng, về nỗi sợ hãi kinh hoàng của Ngài trong thời gian sống giữa đường dài, trong thời gian sống giữa đường dài.
một trong những kinh nghiệm đáng chú ý, một trong những kinh nghiệm đáng chú ý. Là Đức Phật đã đối diện, là Đức Phật đã đối diện, là Đức Phật đã đối diện với từng cơn sợ hãi. Bằng một sự thấu suốt chứ không phải trốn chạy. Bằng một sự thấu suốt chứ không phải trốn chạy. Chắc bởi vì đối với một ẩn sĩ như ngài, bởi vì đối với một ẩn sĩ như ngài phải trốn chạy chính là thua cuộc. Phải là trở về làng, phải là tìm về phố. Chấm. Thua cuộc là trở về làng, phải là tìm về phố. Chấm. Ngài giải rằng khi phát hiện mình đang sợ hãi trong oai nghi nào, trong oai nghi nào, thì lập tức trừ khử nó ngay trong tư thế đó, trừ khử nó ngay trong tư thế đó. Nội dung bài kinh cơ hồ, nội dung bài kinh cơ hồ, nội dung bài kinh cơ hồ là những mẫu chuyện về rừng già, nhưng nội dung sâu thẳm, nhưng nội dung sâu thẳm chính là con đường tu tập ngàn trùng của mỗi người tu Phật, chính là con đường tu tập ngàn trùng của mỗi người tu Phật. Con đường tu tập ngàn trùng của mỗi người tu Phật. Chấm. Chúng ta đúng là, chúng ta đúng là luôn phải đối diện với quá nhiều thứ. Chúng ta đúng là luôn phải đối diện với quá nhiều thứ đáng sợ, với quá nhiều thứ đáng sợ. Phải. Cả thử thách lẫn cám dỗ, cả thử thách lẫn cám dỗ. Phải. Cả vị đắng lẫn vị ngọt của cuộc đời, cả vị đắng lẫn vị ngọt của cuộc đời. Chấm. Và điều quan trọng hơn cả, và điều quan trọng hơn cả, chính là chúng ta luôn biết rõ mình phải làm gì. Chúng ta luôn luôn biết rõ mình phải làm gì. Chấp. Nội dung bài, nội dung bài pháp thoại nói rằng, nội dung bài pháp thoại nói rằng bản thân sự nguy hiểm,
bản thân sự nguy hiểm. Chỉ chiếm một nửa vấn đề. Chỉ chiếm một nửa vấn đề. Và một nửa còn lại. Và một nửa còn lại chính là việc chúng ta có khả năng giải quyết nó hay không. Chính là việc chúng ta có khả năng giải quyết nó hay không. Các vị nghe kịp không? Ví dụ như mình đêm hôm mà mình bị xe mình nó hư, nó nằm đường á, thì bản đúng là cái đó là một cái tai nạn ha. Nhưng đúng ra đó cái gọi là tai nạn nó đó, nó chỉ chiếm 50% thôi, 50% của cái vấn đề thôi. Vấn đề là mình bị nằm đường, mà 50% còn lại đó là mình có khả năng, mình có cái cellular và mình có khả năng kêu nó tới, nó thô xe mình đi vòng kêu người nhà tới tới backup mình. Còn nếu mà mình nằm đường ở một chỗ mà một chỗ rất là xa tận mà mình cũng không có cellular, không có liên lạc với ai được hết, thì lúc bây giờ vấn đề nó đến mình đúng là 100%. Cái chuyện mà tôi đang đối, cái chuyện mà tôi đang đối diện với một cái buồn ha, cái việc mà tôi đang đối diện với một chuyện buồn, cái việc mà tôi đang gặp một cái cám dỗ hoặc là một cái thử thách này, bản thân của cái việc đó nó chiếm 50% vấn đề. Và tất cả những gì mà chúng ta, từng người trong chúng ta mà đối diện trong cuộc đời hay là trong cuộc tu của mình ấy, tất cả những cái vấn đề đó đối với Đức Phật và chư Thánh Tăng hoàn toàn có thể cũng gặp, chứ không phải đợi đến mình. Các vị nghe kịp không? Nhưng mà 50% còn lại là sao? Tức là cái khả năng này giải quyết vấn đề. Các vị có biết rằng theo trong kinh mà mình đọc, mà đọc lan man lên mơ mơ hồ đó, thì đời Đức Phật, thời Đức Phật còn đại thế và chư Thánh Tăng rất là nhiều. Rồi mình tưởng tượng cảnh mà chư Tăng hàng ngàn vị rồi Phật tử gần như đầy ắp. Trong theo kinh nó là lúc đó xứ Ấn Độ gần như là Phật tử, hầu hết là Phật tử. Rồi mình tưởng tượng cảnh mình đi đâu cũng có chư Tăng với cũng bóng dáng Đức Phật, cũng vị thánh nhân á, nghĩ như vậy. Mà thật ra các vị biết là thời Đức Phật trong cái đời sống của tăng sĩ vấn đề nó nhiều, từ bằng cái đấy hơn nhau thôi mình bây giờ. Vì sao? Vì mình bây giờ đó, do cái phương tiện truyền thông đại chúng, khi mà mình ở trong một cái làng quê, mình vẫn ở trong vùng một buổi sáng hoặc trễ nào cũng một ngày mình đã rời khỏi cái chỗ hẻo lánh đó. Như tôi có từng biết một ngôi chùa Miên mà ở dưới Cà Mau, trong chùa mà muốn đi về thị xã là nhiều khi phải mất 1-2 ngày. Tại sao mà gọi là nhiều khi? Là bởi nếu có xuồng có ghe nó đi ra đó thì tốt, còn nếu mà không có đó, là phải chờ có ai đi chợ búa gì đó, họ từ ở trong năm căn nên họ mới đi ghe xuồng ra ngoài thị xã Cà Mau. Tôi từng đi đến vùng đất mũi, các vị biết vùng đất mũi nữa là mũi đất Cà Mau chữ S, là tôi đứng ở một cái chỗ mà cách cái mũi của nó là con cây số rưỡi thôi. Tức là tôi đến đó là 12 giờ trưa và tôi rời là 4 giờ sáng. Cách nó nước nó lạ lắm, tôi ngồi trên đò mà lên thuyền phụ tử họ được tiễn tôi đi, tôi lấy ra tôi khoác á. Cái ánh sáng nước vô nó mặn á, mình khoác nó. Nước nó tung lên nó là ảnh mấy cái hột sáng đó, nó nhảy, nước nó nhảy đâu ánh sáng nhảy nó rọi. Mà mũi nó thì không có can được, mũi nhiều lắm. Mà tôi lấy làm lạ một chuyện đó là cá, chung quanh nước không à. Cá rất là nhiều, thì chỗ nào la quăng nó ở thì tại sao có mũi, thì nó giờ cũng không hiểu nó ở đâu. Thì hẻo lánh như vậy, nhưng mà nếu mà hên thì chỉ cần có ai đó mà họ đi chợ mà có ghe máy thì trong vòng tích tắc là tôi đã có mặt ở ngoài thị xã Cà Mau rồi. Mà thời Đức Phật cũng có, thời Đức Phật mà ai mà đã trót ở chỗ hẻo lánh rồi thì chỉ còn nước là mấy tháng trời mới đi được. Nhưng mà sư Vinh Bình Tạo đó, ông Tôn Đông Pha mà đời nhà Tống mà lúc cũng bị biếm rít lưu đày đó, bạn bè cũng đến thăm ổng, nhiều khi thôi phải đi bộ 6-7 tháng, vừa đi vừa về là 1 năm. Cái là các vị muốn đi thăm tôi đó, bên Tàu ngày xưa có nhiều khi khoảng cách giữa tôi với các vị đó, phải mất 1 năm để đi thăm Sư Giáo Nguyên. Mà về khoảng cách không gian đó, là các vị chỉ cách tôi khoảng chừng 2000 cây số thôi. Mà đi vừa đi, có nhiều người vừa đi mà vừa làm nghề trên đường, làm nghề bán thuốc dạo, bán câu được. Bởi người ta nói rằng người Tàu là một trong những dân tộc mà nghĩ ra cái đầu gánh đó. Dân họ đông, muôn đời dân đông rồi, thực phẩm nó thiếu, cho nên họ bày ra cái diệu sơn đông mãi giỏ nè. Người Tàu bây giờ họ quăng một ông qua Tàu đó là ông kiếm nhiều cách sống hay lắm. Mà người Việt Nam mình không có cực đó, họ có thể họ đến Việt Nam chỉ có đồng gánh và không có đó. Họ đốn tre trên đất Việt Nam họ làm đồng gánh, họ bán dây chai hoặc là sau đó họ có tiền họ mua, họ tậu một chiếc xe đẩy, họ bán mì gõ cốc cốc lóc cốc lóc cốc cốc cốc, họ bán bột chiên, họ bán nước sâm, nước đắng,
họ sống được thì người ta họ xuất nhập. Và phải nói cái vị tu sĩ trong một mặt nào đó, một phương diện nào đó, mình phải nói là vị tu sĩ rất giống một cái người Ba Thảo trong lịch sử văn hóa. Tức là vị tu sĩ đi đến đâu sống đến Đức Phật, nó là cái miệng, cái bình bát nó là cái mỏ, mỏ của con chim, rồi cái lá y là cái cánh con chim, vị tu sĩ là một con chim. Thì thời Đức Phật cũng có rất là nhiều vấn đề, là có những vị khi mà họ đi sống xa Phật, xa chư Thánh Tăng Thầy Tổ, một mình họ phải đối diện với bàn dân thiên hạ. Có nhiều vị cũng gặp tình cảm, có nhiều vị vui lắm. Có một việc lần đó, có ngã Nô Đô Tha, ngày làm vị A-la-hán, ngày ban đêm, ngày ghé nhà, ngày xin ngủ trọ ở một cái chỗ đó. Cái bà chủ nhà thương nè, đêm hôm bà đi vô phòng nhà, bà đặt thẳng vấn đề là bà muốn này. Mà nó không được, thì bỏ ngay đêm đêm, bỏ ngày đi. Rồi ngày một quyền liên, ngày sách là Phật, ngày Phật là bị hoài. Mà ngày sách ngộ lắm, Phật lớn ngày sách Phật là bị mấy bà, mấy bà Sico. Sico ngoại đạo, mấy nữ tu sĩ ngoại giáo là hoài ngày, đi ngày đệ nhất trí tuệ mà. Mà bên Ấn Độ nó vui lắm, ai mà giỏi quá đó, thời xưa đó, chứ bây giờ thì hết rồi. Hồi xưa mà có nhiều người mà họ giỏi quá, giống như bây giờ mình nói là ông Minh Đăng Quang của bên Thức Sĩ, hoặc là Hòa Thượng Pháp Sư Công Cam đi. Họ hay thách đố nhau một cách là ông này cổng thành, ông này cổng thành, họ có cái đống cát, rồi họ mới lấy cái nhánh kè cắm vô. Chứ như bây giờ tôi ví dụ thôi nha, tôi thấy tôi giỏi quá, bây giờ tôi muốn có một cuộc cãi lộn với ai đó về Phật Pháp cho vui. Cái tôi ra ngoài cái chỗ mà Đào Thao, hoặc là chỗ mà Galleria Mall nè, tôi lấy đống cát, tôi chất đống cát, lấy cái cây cắm, mẹ mày lại nhổ đống cát, là nghĩa là người đã chấp nhận thách đố với tôi. Không phải nhổ dục thôi. Thì ngày một liên, ngày cùng ngày cũng bình thường, ngày sách là bắt một liên hai biển này nữ giới. Tôi đọc sách thấy cái đó nhiều. Nhưng có một bà đó mà anh là kỹ ngữ mà danh kỹ có tiếng, anh nhìn ngày mắm mê. Trời ơi, bà ăn uống anh mà nói bây giờ bà giàu lắm. Nó vương tôn công tử, phải mất ngàn vàng để gần bà một đêm. Mà bà xin offer ngày tất cả ngày ra. Ngày gặp ngày một liên mà ngày nói bây giờ muốn gặp, ngày nói có một cách mà hai người có thể gần nhau được, đi tu. Thì khi bắt đi tu mà đem giao đứa hoa thì còn gì nữa, giao ngày là trong vòng tích tắc là sao thành Phật, ở thành A-la-hán sao mà nhiều lắm cái ngày mà đó. Tại vì mình nghe chuyện xảy ra cho các bậc thánh mình thấy nó không có gì, nhưng mà các vị tưởng tượng là trời ơi, nhiều cái có nhiều cái vị bữa hôm trong lớp trước tôi có nói ngày sinh ra sao mất đây đi bác vậy đó, nó ra đây nó đã thẳng à, nó bốc đi nắng mưa mà xa xôi cực khổ, bữa nào không muốn đi gọi là đi, không ai để gì cứ ghé nhà còn cúng chưa. Rồi cái nói cậu dặn nhà vậy của người đi không có thức ăn thì cũng về ghé đó, hoặc có người bữa đi nó thấy nắng quá trời mưa trời cũng mà thôi ghé vô. Vô nó cung kính lắm, mà cung kính từng thời gian rồi nó xè vô nó sạp vô nó thẳng á, nó cái nhà này thiếu gì hết á, thiếu đàn ông thôi, nói vậy có phải chết đâu, nó nhà này không thiếu gì, nó thiếu đàn ông. Rồi trời có một câu nó không về, có đầu khỏi ăn luôn, về cái ngôi xanh về trên giờ vậy đó. Giật dừa mấy bạn thân mới hỏi chuyện gì, cái nói thiệt tôi bị vậy, mấy bị bạn đem nói đi Phật, giống như cha trong nhà đó nói ngày em kêu lên mới kể chuyện cho nghe. Nó hồi xưa nàng cũng từng giết người chết, mà kiếp trước nàng giết người vì ngoại tình mà giết người. Thì chuyện già nó chỉ kể bắn tắt thôi, tức là vì nàng ngoại tình mà giết người, mà giết cướp được mạng sống thế tục của người. Người kiếp này nếu mà một lần nữa mà nàng cám dỗ được người, nghĩa là nàng đã giết chết cái đời sống phạm hạnh của người. Mà cái mạng sống thế tục nó mất đó, thì ok, chứ mạng sống phạm hạnh nó mất đủ. Ngài nói thì ổng nghe cái chuyện mà đó, cái người mà ổng đang thương nồng nàn là cái người từng giết ông quản. Các vị biết nếu mà mình có thần thông á, mình nhìn người xung quanh á, mình nghĩ đến hai chuyện là mình không có, tụi nghĩ chắc mình hạn chế nhiều lắm. Một là mình biết người ta nghĩ gì về mình, cái hiểu không? Ví dụ tôi thật cái trong góc tôi, nếu tôi có thần thông tôi nhìn những người thiệt tình chắc tôi không có cái lão gì giải đâu, vì mình không biết họ đến với mình mục đích gì. Cái đấy là muốn mượn mình làm cái cầu ổn thước, mình là một con quạ thôi. Đấy là quả, có nhiều khi trong bụng mình họ mới họ chỉ mới đến thì học những chứ còn lâu ngày có cái khinh thường cái gì đó họ ghét hay sao đó. Còn chưa kể là mình ngồi nhìn mấy cái mặt này, họ kiếp trước là từng cho mình uống nguyên một ca nước cốt dừa cho mình đi tiêu chảy hay gì đó, mình nghĩ mình cũng giận như thế. Thì mình phải nhìn những lời nhờ, tại sao có người có thần thông họ dễ tu hơn người không thấy. Hoặc thí dụ như chỉ cần tôi biết trước rồi, bây giờ các vị đang tốt với tôi, nhưng mà trong vòng 2 tháng nữa, 3 năm nữa các vị sẽ quen biết một người khác, thì các vị sẽ coi tôi ra hết. Rồi còn cũng già nữa, còn biết trước cách đây không có gì. Tôi năm 32 tuổi thì cách đây khoảng chuyện 40 năm trước. Có gì đó từng to, có gì là một người gì của tôi đó, có gì từng to rập với một người khác để giết tôi chết, để giật gia tài của tôi. Đó.
không có bóp cổ là anh đúng tưởng nó đâu xa rồi nó ngồi dần dần ở đây nè nhớ cho nên nhớ bị bì kheo mà mới dẫn các bạn Sankhamata đó. Sankhamata là mẹ cái tiên tăng ổng hành thiền cái gì bạn ổng nghĩ cái gì mà bà cũng biết đó. Muốn ngăn cái gì thì bà do ổng tới ổng đắc quả quá thần thông mừng quá bà này là cái gì mà thương mình dữ vậy đấy bà đó bà là mẹ mình khoái quá khoái các bạn quán thêm kiếm tôi thấy bà là một vợ ngoại tình giết mình thì bà ở đằng nhà bà biết và bà mới nói bằng thần thông nó nói thêm kiếm này. Kiếp nữa thấy bà là vợ thủy chung một mình coi như là đánh nguyên một đám đông để bảo vệ chân người này cái nhưng mà là sao thì chủ yếu cuối cùng này thì cũng chết hết mình cũng cảm ơn cái bà ổng à mỗi lần mà ổng thấy cái tốt thì ổng lại muốn thêm kiếp nữa mà cũng mà thấy mà xấu thì bà lại tác động với ổng cuối cùng mà bà ổng đắc được a la hán rồi thì bà thở vào thì cái dòng luân hồi đó, cái tội khổ luân hồi đó, nó thật là mình luân hồi đi mình uống mê tôi nhớ trong tiếng Anh nó có một câu tôi rất thích nó để là there is no sin but stupidity there is no sin but stupidity only okay exactly không có tội lỗi mà chỉ có u mê câu rất này rất là tôi mê cái câu đó đến mức mà tôi mua cái cuốn nó 1.000 trang 14 đồng tôi chỉ đọc cái câu không có đến câu là 14 đồng hơn nữa có thể nó lên tới 15 đồng vậy luôn thì tôi rất là mà trong đạo Phật mình chính là Phật nói vô minh viễn hạnh do cái vô minh nó there is no sin but stupidity không có lỗi lầm chỉ có u mê rất là từ cái chuyện mình đi giết người mình đi hiếp dâm đốt nhà cướp của đâm mèo đốt chó lấy chị dâu nhớ vợ bạn hay là mình làm ông sư buôn hay gì đấy tất cả những cái tội lỗi đó thì nó đều đi ra từ cái u mê mình hết nha chứ nó không có lỗi cho nên cái mai mốt cái gì có làm tôi buồn thì tôi nói là cái gì xin lỗi tôi nói không tôi không có trách tôi chỉ trách về sự vô ngu chứ tôi không trách của có lỗi đó là lý do tại sao tôi hay chửi người khác ngu là bởi vì tôi không bao giờ thấy người khác có lỗi tôi thấy người khác ngu thôi thì tới khi tới những cái câu đó là tới là lãng nhau 15 đồng năm kinh vô nhiễm kinh anh đang nghe là dịch là vô nhiễm như nó gọn kinh vô nhiễm thì không người ta hiểu không thì để kinh không có nhiễm thì dài kinh vô nhiễm tôi rất thích chữ vô nhiễm mình vô có từ nước mẹ vô nhiễm chứ mình biết chữ nhiễm trong tiếng Hán nghĩa là gì nhiễm là nhuộm cho nên các vị mà dịch này dịch Minh Tạo nó thì dịch giả như là Huyền Trang ngày Kumala Thập ngày Nghĩa Tịnh ngày Thập Hiến á thì các vị có chia ra hai phe mặc dù khác thời nhau nhưng mà chia ra hai phe một phe đó là nghĩa dịch bên là trực dịch từ cái chữ nghĩa dịch vậy còn nghĩa dịch á để dịch có cái ý nó nói gì thì mình nói theo cách khác chứ đi theo chữ ví dụ như bên Thái Lan nó có cái chữ mà tôi đó tôi gặp tôi ghét tôi đến bây giờ tôi cũng còn ghét trong Bali nó có chữ ca lăng cá rô tí ca lăng ca lá là thời gian cá rô tí là làm mà chữ ca lăng cá rô tí nó có nghĩa là chết tới bên Thái Lan ấy họ dịch ấy họ dịch là thăm can tức là cũng là làm thời gian các bạn nghe kịp không nhưng mà cái người mà học á biết thăm can nghĩa là chết cũng giống như tiếng Hán chữ quá giang á chữ quá giang nghĩa là đi qua sông nhưng mà ở trong tiếng Việt mình á quá giang nghĩa là xin đi nhờ một đoạn có thể là ở dưới sông hoặc có thể là trên bờ nha nhưng mà người Việt mình có nhiều người họ không biết hơn kêu quá kêu có tôi đi có gian nghe họ nghĩ nhắc đi cái chỗ nào đó, rồi đến chỗ thì nó vô gian đến chỗ nó có gian lại đứng lại đi quá gian là đi nhờ đây qua sông nó làm gì hiếm vậy hồi xưa bên nhà tôi miền Tây tôi có biết một chuyện là nhiều khi mình đi bờ sông là mình muốn qua bờ sông kia đó nếu mà sông nhỏ chứ sông lớn là không ai rước mình đâu nha sông nhỏ sông mà để khác mình có thể theo tiếng nhớ tôi là mình có thể mình lấy đất mình chọi hai lần á tức là chọi ra giữa dòng từ giữa dòng chọi vô một lần nữa đó
thì khoảng chừng 20 thước, xong rồi 20-30 thước, nó trông nhỏ nhỏ. Thì mình muốn qua bờ bên kia, thì mình thấy ai đi giữa cho mình mắt thế mà thím đi cho nhà vợ rồi mình lớn rồi nữa, cháu cho qua đi nhờ bên bờ bên chút, nó điện nó tắp vô hồi nó nguy hiểm, dân sông nước nó đó nha, nó nguy hiểm. Hoặc là đi ngoài sông lớn á, mà cái ghe lớn sóng nó nhiều, mà ghe cô là cái nhỏ mà nó mỏng lét á, mà cô chèo á, mà tôi thấy gần tôi là tôi giảm máy thì chứ sợ cô chìm nè, chứ không phải là mình kêu mình chìm luôn, không có đâu. Và nó có trường hợp là nó kêu là dòng nữa, biết dòng không? Dòng không, dòng tức là gì? Tức là bây giờ tôi thấy nguyên là đoạn đường mà nó dài quá, mà tôi biết hai bên là vắng que, không có nhà cửa ai, mà trời tối rồi mà người ta đi mình nè, mà biết đây mà chèo tới chỗ mà có sớm nhà đó, nó rất là lâu thương đó, mình kêu dòng tức là cho mày cút dây cột đầu mày vô sẽ đích tao mà đi, mình có má chạy cho nó đi được khúc nào quá gian đó, thì người Mỹ không nên tra từ điển Hán Việt. Bây giờ nếu họ tra họ thấy quá là qua gian là xong, vậy thì họ sẽ dinh là ông cho tôi qua bên kia xong là người Mỹ không biết tiếng Việt. Mà người Mỹ biết tiếng Việt là người Mỹ không có nên dịch cái chữ quá gian là qua xong, mà người Mỹ biết tiếng Việt người Mỹ phải dịch là đi nhờ, nghe ông cho tôi đi nhờ thì được, chứ người Mỹ không thể nói là ông cho tôi qua xong được. Bậy, bây giờ mình đang đi ngoài xe lỗi mắt lên ông cho tôi qua xong là mình khùng, ông sẽ bắt mình ông bỏ vô trong xe ông đem đi chỗ nào có xong đó, rồi ông mới cho anh qua đó là chết luôn đó. Bởi như có mấy có cái chuyện có cái bà cái nhỏ đó là nó nắm nguyên đám scout á, đám thiếu sinh đám hướng nội sinh á, bữa nó họp nguyên đám hướng nội sinh nó khen nó tuyên dương một em, nó nói là cái em này là có thành tích tốt, sáng nay vừa dắt một bà cụ đi qua lộ cho nên là được 90 điểm sinh hoạt. Thì bữa sau thì cô cái con nhỏ này, cái bà mà bà hướng đạo này, bà đang ngồi, bà thấy một chục đứa nít kéo vô, nói thưa cô, tụi em vừa dắt một bà lão qua đường. Cảm ơn, dắt một bà lão tại sao phải tính mười mấy đứa lần, nó không, bà không muốn qua thì em khuyên bà qua. Tức là nó chỉ nghĩ rằng đưa người qua đường là tốt thôi, nhưng thật ra người ta không muốn. Nhưng mà tụi nó chỉ nghĩ đơn giản đó thôi, giờ thằng đi ăn qua đưa tao dắt tao qua đường được cô gan điểm 10, thì bữa nay mình sẽ dắt ai đó qua đường làm được điểm 10, kiếm người già mình kéo họ đi thôi, mà họ không chịu thì mình không đủ đứa nó khiêng mà đi luôn. Nó rầu chết đi. Chào chuyện Cường, tôi kể tôi gặp nghe của Hương kể, tôi chết kể cũng nghe cái người có vậy của Cường ngồi ở đó trong rừng, nó có con sư tử nó muốn ăn thịt thú rừng á, cái năm nó kiếm cớ nó ăn, cái nó nói với mình túi kia, nó nói bây giờ tụi bay đứa nào mà kể một câu chuyện mà không ai cười hết á, không, mỗi người đều cười mà thiếu một người không cười là cũng bị tâm thịt, mà cứ làm gì có chuyện cả rừng rồi sao mà ai mà kể hay dữ vậy. Cho nên gần như ngày nào cũng có người ăn thịt hết, người bị ăn thịt cũng ngày nào cũng có thú bị ăn thịt, nay thì nay mốt thì mệt quẳng nghiến sóc cổ nào cũng bị ăn thịt hết. Bữa tới phiên con thỏ nổi tiếng thông minh nhất cái trong rừng, con thỏ đó nó rất là khô, kia nó lên kể thì nó lên kể câu chuyện, trời ơi cả một rừng đều cười lắm, vừa lóc đứng mắt nó mũi không vậy đó, riêng cái con heo nó cười, thế là con thỏ bị ăn thịt. Buổi sau tới bên con lừa nó kể thì không ai cười, có mình con heo nó cười, nó hỏi tại sao mà mày cười trong khi chuyện nhớ e ra, nó không tôi cười chuyện thỏ hôm qua, trời ơi trời ơi má con thỏ mâm niêm thỏ khóc quá trời luôn, nên qua mày khóc mày vô cười là con tao đâu có chết, mày cười nguội mày cười kiểu này là mày cười cái nụ cười mày là bỏ vô bánh mì là ăn được liền á, cười chịu không nổi. Tới Việt Nam nó đụng tới đụng đá bụng mà tôi đi vô cái cửa bánh mì để cho thịt nguội, đâu dám ghé mà tôi thấy nó bỏ dấu rồi thì phải thịt người thì nguội quá, tưởng trí thủ chưa già lắm. Dương Kinh á, Dương Khể tại Chùa Kỳ Viên phải, Đức Phật á tại Chùa Kỳ Viên phải, ngài Xá Lợi Phất thuyết giảng cho chư tăng. Nội dung cô thủy bị nói xấu mà nó miệng quan nhận cháu con nhận cháu con đó là dễ Việt Nam, tôi có biết bà nên là bà lo lo các bạn, bà nói con bà nói ngày sẽ là có đề cập đến
bốn hạng người. Bốn trường hợp bốn trường hợp sửa điện thoại bốn hạng người, bốn hạng người. Nay mình học cái bài thứ năm rồi nhé, bốn hạng người. Ai gạch đâu trong bản thân của cấu quế, bản thân cấu quế và biết rõ mình có cấu quế. Cho tôi dùng bản thân không cấu quế nhưng cũng không biết, nhưng cũng không tự biết, nhưng cũng không tự biết mình không cố ấy. Gạch đầu dòng không cố ấy và cũng tự biết rõ mình không cố ấy. Gạch đầu dòng có cấu quế nhưng không tự biết mình có cấu quế. Nãy tôi sơ ý bởi vì cái cách kể trong kinh của cái cách nghĩ ngưỡng độ thì nó hơi khó nhớ. Bây giờ đó các vị có thể mà mở ngoặc bảng đơn ở dưới giùm tôi đi. Tóm tắt 200, tóm tắt 200 có cấu quế nhưng tự biết hoặc không tự biết, gọn không? Rất là gọn. Có cấu quế nhưng tự biết hoặc không tự biết, rồi không có cấu quế tự biết hoặc không tự biết. Chấm xíu vô cấu quế ở đây được ám chỉ, cấu quế ở đây được ám chỉ, được ám chỉ cho tất cả phiền não mà vị tỳ kheo vẫn thường đối diện trong đời tu của mình. Hai chấm vô tàm phải vô ý, vô tàm phải vô ý, phải ganh tị, phải háo danh háo lợi. Đó là nguyên văn, nguyên văn ở trong kinh háo danh háo lợi, phải giả dối. Ba chấm chấm xuyên bình bệnh xuống dọc nếp sống, nếp sống mà Đức Phật đề nghị ở mỗi chúng ta, nếp sống mà Đức Phật đề nghị ở mỗi chúng ta, nếp sống mà Đức Phật đề nghị ở mỗi chúng ta chính là đời sống tỉnh thức, đời sống tỉnh thức. Chấm, nói một cách chính xác, nói một cách chính xác, nói một cách chính xác thì người giác ngộ chính
là người đã hoàn toàn tỉnh thức. Người giác ngộ chính là người đã hoàn toàn tỉnh thức. Nói một đêm, đi viết cái câu này vô. P, U, hai chữ J. Pucchati tí bút thô, tức là cái chữ bút thô nó từ cái động từ là pucchati, có nghĩa là thức giấc, gọi là sự tỉnh giấc. Chữ B, U, hai chữ J. Hai chữ J. Mà đối với người mà Ấn ngày xưa đó, họ nghe cái chữ bút thô đó, họ nghe gần gũi hơn mình. Bây giờ mình phải đợi giải thích. Chứ còn tiếng Việt mình nói Phật, cái chữ Phật đó, nó không đem cho mình cái gì hết. Rồi cuộc sáng này Hòa Thượng Kiến Hạnh đề nghị em dùng cái chữ bụt. Mà nghe cả cái chữ bụt đó, chữ bụt nó cũng không gửi được cái gì hết. Bây giờ chữ bụt chỉ là chữ âm thôi. Và thậm chí nó còn có nguy hiểm hơn chữ Phật ở chỗ là cái chữ bụt nó, bản thân cái chữ đó nó thiếu trang nghiêm. Bởi vì nó hay gửi đến cái không khí cổ tích. Bụt với tiên, rồi mình tắm cám, mình ăn nghiện nó làm cái bụt hiện ra. Bụt hỏi con muốn gì rồi đấy. Nó nghĩ đến chuyện mượn nó, vì nó quá dân gian đi. Thì tôi không dám ý kiến trong cái chuyện đó, nhưng mà bây giờ thiệt tình tôi không biết đại chúng họ nghĩ sao về cái chuyện đó, vì có nhiều người không mê. Trời ơi, bây giờ báo chí rồi, tôi đọc báo hải ngoại mình, nó là có nhiều cái tờ báo có cảm tình đó, với Hòa Thượng người ta vẫn dùng chữ bụt nè. Mà kỳ lắm, với mình Nam Mô Phật rồi cái Nam Mô Bụt nghe nó kỳ. Nhưng mà tôi nghe đó, tôi nhớ hồi Bắc đó, Việt Nam ở Hà Nội có ba chàng thí sinh, chàng thư sinh bị thi đó, anh vô quán anh bán cháo lương. Thì anh ăn xong rồi anh bảo trời ơi, cái con này biết chữ Hán kêu cái gì. Thì anh nói con này nó ở dưới nước, cho nên là mình phải đặt nó một cái tên mới, thì con này ở dưới nước thì nó hết là con bộ thủy. Rồi anh chàng kia nói nó thủy, nhưng mà cái điều nó con này nó không có lội trong nước đâu, nó ở dưới bụng á, cho nên anh thêm cái chữ thổ vô. Rồi anh kia nói nó ở dưới bụng, nhưng mà nó không có, bây giờ mà nó đi thẳng như con cá, lúc nào nó cũng nghẹo nghẹo lại đó, cho nên mình nó dễ, cho nên biết cái hình của nó. Xong xuôi rồi đó, ba anh mới là đi vô chùa, ngủ đêm mai sáng mai lên kinh ứng thí. Thì mấy anh vô chùa mà tối xong ba anh nằm suy nghĩ ngồi mà anh khóc, ôm nhau mà khóc ròng vậy đó. Thằng lớn nhất trong ba anh ôm mấy anh kia nó khóc, cái anh kia nó hỏi sao khóc. Trời ơi mẹ ơi, người ta xưa nay là người ta chỉ đi học chữ với thằng A mà đi tạo ra chữ như tụi mình hết. Mà người như mình á là thiên tài rồi. Thiên tài thì ít sống lâu. Tôi nghĩ là mình không còn với cái tài với tụi mình á, là không có cái mạng nào mà sống quá cái con trăng này đâu. Cái anh buồn lắm. Anh sáng lên nói sư cụ, bây giờ tụi cháu có được giúp định tiền đem lên kinh đi thi đây nè, phải đưa hết cho sư cụ, có đề gì thì sư cụ mua hòm rương về cho tụi cháu là chuyển về quê giùm. Cái sư cụ hỏi cái gì mà nói là bệnh hoạn gì đó, tuổi trẻ khỏe mạnh gì mà bệnh cái gì, thì mới kể cho nghe. Bây giờ tụi cháu là lúc mà em cháu ngoài đó nâng cháu cá trình á, thì mới hỏi bà chủ quán cá cái gì, bà nói cá trình. Mà tụi cháu nghĩ không biết chữ trình tiếng Hán kêu cái gì, thì tụi cháu mới ngồi nghĩ ra mấy ba đứa mới thống nhất là ra được cái chữ này. Mà chưa tụi cháu nghĩ là thánh hiền xưa nay là chỉ truyền nhau là truyền chữ nghĩa thôi, chứ không đâu ai mà tạo ra chữ, tạo đời xưa nào đó chứ sau này Khổng Tử không có tạo chữ, Khổng Tử chỉ là học chữ thôi. Mọi người như chảo vậy thì tụi cháu vậy học sống có lâu được đâu. Thì ông sư cụ nó chết rồi, cho nếu mà mua ba cái hòm mà mua cho ông cho tôi tỉnh thức, không chi khác hơn là tự hiểu mình. Và tỉnh thức không chi khác hơn là tự hiểu mình đang làm gì và đang như thế nào, đang làm gì và đang như thế nào. Chấp. Trong xuyên suốt nội dung của bài kinh chỉ là nằm ở mỗi một chữ tự tri. Trong xuyên suốt nội dung của bài kinh chỉ nằm ở mỗi một chữ tự tri. Tự tri. Chấp. Có lầm lỗi mở một đơn cấu uế. Có lầm lỗi mở một đơn cấu uế. Đó một đơn. Có lầm lỗi nhé, mở một đơn cấu uế, đó một đơn. Dĩ nhiên là không tốt. Dĩ nhiên là không tốt, đúng không? Cái là mình có lầm lỗi dĩ nhiên là không tốt. Nhưng không phạm lỗi
chưa chắc đã tốt. Nếu đó chỉ là một sự vô tình, các vị nghe hiểu không? Chỉ là một sự vô tình. Tôi nói cho các vị nghe nha. Tôi đang ngủ thì tôi đâu có ăn cắp ăn trộm giết người tôi có đâu. Vậy lúc đó có thể nói tôi đang ngủ là tôi là người tốt. Bây giờ mình có hẹn người ta nghe cách nói đâu. Thì hỏi thế nào là người tốt nè? Người tốt là người gì? Không làm phiền cha mẹ láng giềng, không làm phiền xã hội, không phải làm cho cảnh sát bận tâm tới mình. Vậy là người tốt đúng không? Định nghĩa nó đúng gì nữa? Nhưng mà mình hỏi ngược lại, nếu vậy người đang ngủ rồi sao? Người đang hỏi người tốt. Hoặc là một cái người đã chết nằm ở ngoài mộ, người đó người tốt. Hoặc tại sao nó bây giờ anh ta nói rằng anh ta không làm phiền cha mẹ? Đến lúc ngày sẽ là pháp, người nói rất là rõ. Tức là người thay vì mình mà chỉ nói trên đời này có hai hạng là người tốt với người xấu, người có khấu quế và người không có khấu quế, nhưng mà ngài không chịu, ngài sẽ phất, ngài không chịu dừng lại đó, mà ngài nói rõ đó. Nó có bốn trường hợp: có lầm lỗi mà không biết mình có lầm lỗi, là đáp bậy mà không biết mình bậy thì đó là quá bậy. Nhưng mà nó có trường hợp mình không có lầm lỗi mà mình cũng không biết luôn, thì cái đó cũng chưa hẳn là cái tốt. Cho nên vì sao? Vì cái nội dung của cái giáo pháp này chính là một đời sống tỉnh thức. Dầu anh tốt xấu tôi không cần biết, lúc nào anh cũng phải biết rõ anh là ai. Nội dung bài kinh này như vậy nha. Nội dung đó là anh tốt xấu chỉ nó là hạ hòa phân giải trước mặt anh đã là người tu Phật, thì cái điều quan trọng tuyệt đối là anh phải biết rõ anh là ai, anh đang làm gì và anh đang như thế nào. Nội dung bài kinh nó chỉ dừng lại có bao nhiêu đó thôi, chứ không cần phải đi ngồi mò mẫm cho nó sâu xa, luôn luôn biết rõ. Một cái người chắc phàm nhân có tu học, phàm nhân không tu học, phàm nhân không tu học là người, phàm nhân không tu học là người hoàn toàn không biết gì về mình. Dù tốt hay xấu. Chấm. Phàm nhân có tu tập, phàm nhân có tu tập là người biết rõ về mình, là người biết rõ về mình dù tốt hay xấu. Và thánh nhân chính là người biết rõ về mình, cũng là người biết rõ về mình, và thánh nhân cũng là người biết rõ về mình, nhưng cũng tự hiểu, không bỏ bỏ đi. Để giữ lên tôi chỉ nhân thôi. Nhưng ở các ngài không còn lầm lỗi nữa. Nhưng ở thánh nhân ấy, là cái người cũng là người nhưng ở các ngài không còn lầm lỗi nữa, cũng là người biết rõ về mình ấy, nhưng ở các ngài không còn lầm lỗi nữa. Đó là nội dung mình kinh cứu ấy, các bạn nghe kịp không? Vậy phải chỉ vậy thế. Sử dụng vấn đề thực ra vẫn chưa hết. Vấn đề thực ra vẫn chưa hết. Chữ cấu uế, chữ cấu uế mình biết cái hoa lớn nha. Vấn đề thực ra vẫn chưa hết, tại chữ cấu uế mà ngài Xá Lợi Phất sử dụng trong bài kinh này, còn có một ý nghĩa khác sâu sắc hơn thế rất nhiều.
Nghe con muốn nói tới. Những trở ngại cần phải vượt qua. Những trở ngại cần phải vượt qua. Trong cuộc tu của mỗi người, trong cuộc tu của mỗi người, từ thấp lên cao, từ thấp lên cao. Bài vở tôi không muốn các vị ghi nhiều, muốn ghi tác, muốn ít, nhưng mà tôi muốn dặn nhiều. Bây giờ thế này, bây giờ nếu mà các vị biết cái này, có những cái tôi nói á, chúng tôi chỉ mất cái năm phút thôi mà viết bài cho các vị biết nữa ngàn trùng. Cái gì có quế mà ngài sẽ phát dụng nó có rất là nhiều nghĩa. Thứ nhất là ngài nói với nó phiền não nha, phiền não á. Nhưng mà còn có nghĩa nữa, tức là những cái gì đó mắt hả, những cái trở ngại. Ngài đang còn nói những cái, ví dụ như các vị có biết rằng ngài nói có bốn hạng người này, là Đức Phật nói tu khó mà đắc dễ. Có người tu dễ mà đắc khó, có người tu khó mà đắc cũng khó, mà tu dễ người đắc cũng dễ. Và có lúc người nói là có những người tu nhanh á, tu nhanh mà đắc chậm. Có người tu chậm tu theo phương pháp nhanh nhưng mà họ đắc chậm. Có người tu theo phương pháp chậm nhưng mà họ lại đắc nhanh. Có người tu phương pháp nhanh mà đắc cũng nhanh, có người tu phương pháp chậm mà đắc cũng chậm. Thì cái bài, hai bài kinh đó nó rất là có quan hệ với cái bài kinh câu ấy này. Tôi muốn sau này các vị có một cái mối liên lạc khi mà đọc cái kinh này với bài kinh kia. Giờ nhanh à, phương pháp nhanh ha, phương pháp nhanh á, nhưng mà đã chậm. Phương pháp chậm nhưng mà đắc nhanh à, phương pháp chậm mà đắc cũng chậm luôn. Rồi cái phương pháp nhanh đắc cũng nhanh. Rồi đó, nó có một cái nữa là phương pháp dễ. Rồi cái phương pháp khó nó giống như trên vậy nha. Có. Ok. Ủa. Kỳ. Không bao giờ mà cùng có thể đi kiếm cái nào có cái số. Đã hoài. Thì tương lai phải tôi xài cho tôi không, muốn xài cho các vị khác nữa. Dĩ nhiên phải chấp nhận thôi, nhưng mà để khác còn nhiều vị khác. Phương pháp dễ nhưng mà lại khó đắc. Để phương pháp khó nhưng mà lại dễ đắc. Thì tưởng tượng nghe kịp không? Thì là sao? Trong kinh Đức Phật nói vậy, mình đọc cái gì mà niệm về tử thi, niệm về bất tịnh là phương pháp khó. Tu về hơi thở, tu về những tâm niệm thọ là dễ. Thì mình phải nói rằng á, cái người như Đức Phật ở trong kinh nói là chư Phật trên đẳng giác, độc giác và hai vị trí thượng chúng tăng, lúc nào cũng đặt bằng hơi thở đó. Rồi có những vị nó như ngày một cùng liên đó. Tu thiền là tu bằng đề mục chánh yếu là một hơi thở, nhưng mà lúc nào luyện thông là ngày luyện các đủ bốn mươi mục. Mà lúc mà ngày đắc quả đó, đắc trên cái nền của thiền chỉ cao siêu hốc, tại ngày cao mà ngày cao gấp. Ví dụ như ngày niệm về một hơi thở là đắc sơ nhị tam tứ thiền xong, cái gì đắc leo luôn tới thiền phi tưởng xong rồi ngày mới nhìn thẳng vô cái phi tưởng đó, ngài thấy là cái tâm phi tưởng này nè vô thường cổ của ngài. Cho nên đừng có nói đến lúc mà ngày đắc, lúc ngài đang tu ma vương cũng hiểu ngài đang tu cái gì nữa. Còn như cái người mà ít duyên ít phước là chỉ tu hơi thở thôi, tu hơi thở là đắc. Còn mà như Đức Phật đó là ngày dùng cái này một hơi thở ngày làm cái trấn, ngày đặt tất cả đằng thiền, xong rồi trên các cái đằng thiền đó ngày mới thạch mới tu quán. Tức là lúc bây giờ đối với mình
mình nhìn lá rụng hoặc nhìn cái tử thi mình mới thấy đời là vô thường khổ não. Còn ngài đó, ngài nhìn thấy cái phỉ lạc mà lúc đang nhập thiền, ngài thấy, ngài nhìn nó, ngài thấy nó là vô thường khổ não. Các người nghe kịp không? Bây giờ nó rõ như người nông dân mình á. Nông dân khi nào mà mình đời khổ thì bữa là bữa nào đói mà mới cơm mang lạnh mà không áo mặc, rồi nhà có người bệnh người đau, nông dân mới thấy đó là khổ. Nhưng mà đối với một người có học mà lại có tiền á, cái khổ đối với họ nó, họ không thèm, tại họ đâu có mấy cái đó đâu, mà họ lại lúc giờ thấy đời là khổ, thấy qua những cái cảnh khác. Mấy con nghe một cái vị giáo sư đại học hoặc một nhà xã hội học mà họ bàn về về cái tệ nạn xã hội, họ bàn không giống như người các vị cái tưởng tượng ra cái đó. Ví dụ như họ bàn những vấn đề mấu chốt, ví dụ như họ nói tại sao mà dân nó thất học là nó tại vì nó đói, chứ còn dân quê mà hỏi tại sao thất học nó nói con mất cửa thì không có tiền đi học, và nó muốn đi học, nó muốn giờ đi học nó nhiều. Thật ra một cái người mà có học, họ có thể họ phân tích cho mình nghe một cái vấn đề hết sức bình thường mà học bằng từ những nguyên nhân rất là sâu xa khác, rất là sâu xa. Ví dụ như ở một cái quốc gia mà cái nền giáo dục mà nó kém thì nó kéo theo cả kinh tế, văn hóa, quân sự, chính trị trong đó nữa, và bằng nhau quốc tế mà đây mình bạn không tới nơi đó, mình thấy văn hóa làm gì ghê vậy. Nền giáo dục mà có vấn đề đó ngay trước mắt thì nó không là gì hết, nhưng mà một nền giáo dục của mình mà có vấn đề, 50 năm sau là dân tộc ấy hoàn toàn chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm của cái chuyện mà nền giáo dục có vấn đề. Với các vị, cho mình bằng cái nhìn cũng không được, mình nghĩ rằng dân tôi khổ thì vì dân cũng có tiền, nói vậy nó bậy. Bây giờ đem cho dân Việt Nam mỗi người 2 triệu đô la, tệ nạn còn nhiều hơn nữa. Cái vấn đề của Việt Nam phải là không phải chỉ cái nằm ở tiền, nó còn nằm ở cái này, nằm ở đây này. Cho nên đối với các vị tu thiền cũng vậy, các vị có thể là như mình giờ mình dùng cái những cái đề mục như là mình niệm tứ thi thì mình tha mái nhiều, mình thương thích gia tài sự thích người khác phải nhiều quá, bây giờ mình thiền thì mình niệm tứ thi đâu thấy nữa, mà đừng có ai như tiên tôi niệm cái đề mục tứ thi bất tỉnh, tôi không chắc đó là tình cảm nữ đó. Tôi nghĩ nếu mà mai này tôi có cần phải control, là tôi không có control người nữ, tôi không có dùng những đề mục. Nhưng có nhiều vị tỳ kheo phải Đức Phật mà khi mà bị vấn đề tình cảm nam nữ, Phật đến nghe kêu con hả, tôi đề mục bất tỉnh, chứ không thấy tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận viêm gan mật đàm mũ máu mồ hôi phẫn nước tiểu giận giải, không thấy như vậy, không thấy góp không thương nữa. Người đó tôi khi đã thương rồi mà nghĩ đến cái đó tôi vẫn thương, thậm chí khi mình thương mình cũng góp, nhưng mà tôi nghĩ đến chuyện mà tôi khóc, tôi nghĩ đến cái lòng phản trắc của tôi nói trong lớp nghe đó. Tức là tôi đối với người nữ mà tôi nói bây giờ mà nghe cô đó, nghe sư đi đó là con cho sư hết một thứ offer từ đầu luôn, từ A tới Z luôn sư, nhưng mà chỉ cần tôi nghĩ đến chuyện là tôi từ chối liền, tướng gì bỏ cái này ra. Cô giữ tôi được bao lâu đó, tôi có được cổ bao lâu, tôi bước ra mà toàn bộ kiến thức Phật pháp của tôi đâu có xài tới nữa, nó đem về bắt tôi thuyết pháp. Đã có chuyện đọc chuyện chuyện thoát dòng tục lỵ không, là dắt chúng mà thương Ngọc Lâm rồi đem động bồng, Ngọc Lâm không chịu lên giường mà cái bác dắt chúng động cái nhang đi chứ đâu không phải dễ chua lắm chứ ha. Mà tự nhiên mà cái được gọi là giác nguyên đó. Mà mấy cô đến tôi cũng gì tôi có Phật pháp rồi, chứ những cái mà bỏ Phật pháp ra tôi có cái gì đó mà tôi cuốn không đó nhá. Cho nên tôi, đối với người nữ tôi không nghĩ đến cái chuyện gì hết, tôi nghĩ là bất tỉnh của tôi tới lúc mà nó chịu u mê rồi đó, mình cũng không thèm nghĩ đến chuyện là mình sống bao lâu nữa. Còn nhiều lúc mình bình tĩnh mình nghĩ ồ đời phụ du bây giờ 32 rồi, nếu mà sống hạnh phúc với ai đó thì cũng nhiều lắm 30 năm nữa, thì ông già mà trên 60 là hết siêu quách, không còn mong gì sống nữa. Nhưng mà tôi có nghĩ đến một chuyện mà ngay bây giờ là tôi đã lạnh da gà, ngay bây giờ chỉ nghĩ đến một chuyện thôi là tôi nói tôi lạnh ốc đó, lòng phản cảm chắc chắn là không bao giờ giữ được. Vì sao? Vì tánh mình cả năm mà nó đi 8 giờ lắm về đi đâu mà nó ở mấy chơi toàn là mẫu toàn nguyên âm, không là ít đứa lúc nó hành nó lấy rồi, nó ít nhiều đứa nào xài phụ âm, nó xài nguyên âm a i u e nó xiết môi hết, tự nhiên nó đi bậy là về đứa nào xiết môi, nó đâu có nó toàn những mũi thôi mà hồi nhỏ bởi tính trong đời người đàn bà có 2 giây phút mà giống nhau, nó là lúc chưa biết nói về lúc có gia đình nó là nó toàn là ư rồi phụ âm rồi nguyên âm rồi, nó tới về giờ này chứ về rồi cho mà cho về chút cho mà nguyên bình chữa thì mày rỗi đi nữa. Cho nên là tôi nghĩ ở trong cái cuộc tu ngày sẽ là phát, người nói rằng cái chuyện cấu quế là phiền não đã đành rồi, nhưng mà người nói rằng những trở ngại trong cuộc tu của mình nó cũng là một thứ cấu quế. Thí dụ như kỳ rồi tôi có kể cho các vị nghe cái chuyện mà bị tỳ kheo mà
500 kiếp là tại bạc á. Ông không có quen với cái chuyện kia, ông không quen cái chuyện mà gà ghê gớm tóc đúng không? Ông vô hỏi là mình ngày sau đó hết mình ngày cho mình một xuống về thằng khỏi ngủ đi gớm, hiểu không? Thì kiếp chót vì A-la-hán tính tấn niệm tuệ không mạnh lắm, họ nghĩ tới cái gì là họ nghĩ tới nơi luôn á. Mà nó khổ cho ngài là cái nó không hợp với ngài, biết nó là một cái cấu quế, nó là một cái chướng ngại của ngài. Cho nên là ngài nằm với ngài trời cái nó ăn vô là ngài thấy nguyên một nùi nhớ nhớ nó vô luôn đây. Mà có những người đó, mình biết là những người cái Phật tử họ thường sức huyết không phải bệnh, tự nhiên Phật tử lúc nào cũng có máu tươi đó, cộng thức ăn. Tại mà cái làm biết quý vị biết gì đâu, trong cái quá trình mà có những người Phật tử họ không có máu, không có máu nhiều, nhưng có những người máu nhiều trong cái lúc mà thực phẩm mới mà nó đưa xuống ruột ngon ruột già nó ra ngoài, tại trong khi nó có nhiều khi nhiều lúc nó có máu trong này. Và cái việc tưởng tượng mình ăn xong rồi ra là mình đã ớn rồi. Mà tôi nói hoài cái nước hoa nó chỉ thơm ở lưng mũi chứ nó không có thơm lưng miệng. Cái hoa đắt thì cái mấy như mình xịt vô đồ ăn là mình ăn được, mà ngược lại có nhiều cái thức ăn của mình nó thơm, nó ngon miệng như bỏ lưng mũi dữ thôi, như bóng tôm mà quét lưng mũi ra rồi đố đứa nào ngủ được ghê không chết mấy không. Nhưng hôm nay thì để vài ngáo rồi là tôi nói cả nhà đốt đuốc đi kiếm đứa nào đi quên chùi chịu không nổi đâu. Nhưng đứa nào cho nên là nó một cách thứ trở ngại mà khi mình tu là mình ví dụ như có những hành giả mà đang tu, tại sao bữa nay mình tập trung chánh niệm được, nghĩ ra đi, còn mình có lỗi với ai không mà mình chưa xin lỗi. Mà lúc mà mình chưa tu cái tâm mình nó xin lỗi nó giống như cái khu rừng nó không có rõ ràng, và cái mình có hồ nước mà nó lao sao. Nhưng khi tu rồi cái tâm nó lắng, lúc lắng nó có nhiều chuyện nó rất là thần kỳ. Phạm lỗi với bè bạn đồng môn trong thiền viện hoặc là với thiền sư hoặc với tăng chúng mà mình chưa xin lỗi vô mình khó giữ cái niệm đó. Mà cái lợi vì sao việc này sẽ là phát cái nó thế này nè, cái ví dụ cái tiếng chuông á, khi mà mình mới đánh á bon một cái thì cái tiếng nó còn thô, thì cái tâm mơ màng mình vừa này nọ mình vẫn có thể nghe tiếng chuông được. Nhưng mà khi tiếng chuông mà nó quá là nó là đã ấy quá rồi, nó đã ấy quá rồi thì mình muốn nghe nó là mình phải tập trung, có hiểu không? Thì cái lòng của cô cũng vậy, khi nào mà mình muốn nghe được cái tâm của mình, thiền sinh nếu ai hỏi thì ai là người phiền não nhiều nhất thì thiền sinh họ hay dành cái phần đó về với họ, nó tôi phiền não nhiều nhất và chính họ thấy nó. Chứ còn mình một ngày 24 tiếng là mình phóng vật hết 25 tiếng, làm sao mà mình thấy được? Để mình nghe cho mình nói rồi vậy, tôi mới đi tu thì tu với tâm thấy nó bất tịnh. Thật ra không phải là mình tỉnh đâu, mình không thấy nó dơ, mình không thấy nó dơ giống như mà hỏi mà tại sao thích xài đồ đen nó không có dơ. Nhiều người nói vậy lắm, không phải nó không có dơ mà mình không thấy nó dơ. Mà người Việt mình hay nói nó hỏi đi đâu á, bệnh quá đi khám bác sĩ. Mà thật ra là ông bác sĩ ông mạnh hơn mình, mà mình biết cái gì mà mình đi khám ổng, mà cứ đòi đi khám ổng. Rồi đó chưa hết, đi đâu đó hỏi tiếng còi vậy, còi chữa lửa. Mà thật ra đó, cái đồng hồ hư mình đem đi chữa nghĩa là mình chữa cho nó hết hư, mà nhà ba đang cháy mình đi chữa lửa là mình chữa cho nó cháy hoàn chỉnh hay sao, cái gì vậy? Mà cứ đi chữa lửa, hoặc mình đi cứu mạng có nghĩa là mình đừng để cho cái mạng nó mất, mà mình đi cứu quả có nghĩa là mình đừng để cho cái quả nó mất. Cái mà ghi mình nói đi hả? Đúng rồi, cứu quả là cho quả nó còn, đúng không? Giống như cứu mạng thì mình giữ cái mạng nó lại. Không, nó nói rồi sẵn nó luôn chứ người tôi không nói thì cũng đặt luôn. Bây giờ như cô hỏi đi chữa cái đồng hồ thì mình muốn cái đồng hồ nó quớt, vậy đi chữa lửa thì mình muốn cái lửa nó quớt chi nữa, không có cái chữa nào mà cho nó hư hết á, chữa là phải cho nó hoàn chỉnh hết. Thì chữa lửa như là cho lửa nó cháy complete cái nhà ta luôn. Vậy tôi nói gì mà nó qua cái này vậy? Không, tôi đang nói gì mà nó qua cái vụ từ ngữ nè. Mà nó lắng ấy, thì mình sẽ phai đau ra rất là nhiều chuyện. Nó phai đau rất là nhiều chuyện. Còn mà khi mình không tu mình không có thấy. Mà tại sao mà mình những tháng đi chùa quan tâm những người phiền não, không vật đi có những con tự nữa. Tôi không đi học nữa, đi học sao mà phiền não còn nguyên. Giữ ngũ giới giữ cũng không xong. Mà thật ra là tại vì mình không muốn giữ. Chứ mà mình không có trách người, mình đừng bao giờ mình không giữ giới thì mình thấy người ta không giữ giới. Còn giống như giờ tôi muốn cai rượu, tôi không hút thuốc nữa, nhưng mà tôi thấy ông kiểm hút tôi ghét là hút theo, có gì có chuyện đâu. Anh đi bây giờ tôi mỗi lần tôi đi chiropractic chỗ chạy điện gặp thì đánh bài ghét rồi đi, bây giờ tôi đánh luôn.
đi đánh bài ạ. Nó sẽ kiểu anh nào ra nó ra cho mình giả cũng thấy người đi đánh bài ghét quá, làm ăn tiền bao nhiêu không chịu giúp gì cho thân nhân mình Việt Nam, hoặc đi cúng chùa xây dựng những cơ sở đạo đức cho nhân loại mà lại đi đánh bài cái thứ gì thế hết. Ở Mỹ mà không chịu học tiếng Anh, ở Mỹ mà đi đánh bài đấy thì đánh bài tại đây đánh luôn. Cái bị ghê kịp không? Tức là bây giờ ghi biết có hiểu ý nghĩa tại sao tôi cho ghi bốn cái này không? Tức là cái chuyện tham sân si nó là phiền não đã đành rồi, mà những cái chướng ngại trong cuộc tu của mình nó cũng là cái cấu quế. Biết vậy đó, cái cấu quế đây nó mình đã hiểu cái chữ cấu quế đây nó không hẳn là dơ, mà nó là cái cặn bã không cần thiết. Cũng giống như bây giờ tôi hỏi các vị đó là vàng quý không? Quý, hoặc kim cương quý không? Nhưng tôi đẹp thì tôi mở cái thận tôi nhét 4 cara đó. Nó quý thì nó quý tùy chỗ. Cho nên bây giờ mình tự nhiên mình đi đau sao heo á, thì bác sĩ mà rồi trong thận của Du có nguyên một cái 7 cara. Bây giờ nó quý lắm, bây giờ Du nên giữ không, khoái giữ không? No, lấy ra. Mà nhớ lấy là cẩn thận đừng có trào cái khác, tôi lấy ra bây giờ tôi làm giàu á. Như vậy mổ thôi. À, ví dụ là exactly. Trong cuộc tôi mình cũng vậy, có những cái nó quý mà nó quý không đúng chỗ. Như mắm tôm, người Bắc rất là thích ăn, nhưng mà thấy nghe là thích là gần đây vỗ dài trái ăn miếng quýnh như hù mỡ. Nó không có đúng chỗ. Và các vị nhớ tu thiền quán nó có 10 cái tùy phiền não, tôi nhắc hoài mà còn nhớ. Tức là đức tin Phật pháp tốt, học mà tự nhiên mình đang học mà có cái huệ mà nó sáng lên là tốt, đúng không? Rồi mình tu mà có phỉ lạc là tốt chứ, tất cả những cái đó là tốt hết. Nhưng mà anh đang hành thiền, mình đang thở ra vào ra vào đi, biết mình đi, mình đang đi, tự nhiên cái phỉ lạc nó lạ quá đứng thôi phê là nó không còn tu nữa. Chứ mà thường người ta tu thiền nó bị lạc là sao? Vì ta mê cái đó. Hoặc là mình thương ai quá hạnh thiền sẽ thấy người đó. Thường có nhiều người thấy ngộ, người thấy Phật hạnh thiền thấy Phật với Bồ Tát mà nhỏ lớn mà đâu phải Phật Bồ Tát đâu, chỉ thấy người ta trong mấy cái hình nó ra. Ở trong mấy cái hình nó ra, mà cái hình nào mình thích nhất á thì sau này mình sẽ thấy cái hình đó. Nó động lại trong đầu mình không biết nữa. Tôi hỏi bà nè, cái tưởng nó đâu phải chùa ấp lưng cái ông Phật đó, tôi thấy đâu phải ông đó là dần thức cơ. Mà thiệt ra đó, có ông Phật nào mà ổng là người chứ không có ông Phật nào mà dần thức đâu. Tại mình đi bên Cali mình đâu có ông Phật nào cũng phết vàng. Mà nhiều người bây giờ họ tải vô luôn rồi nó Phật. À giống người nhà anh đen vậy đó. Mà cái này cái giọng nó phóng tâm một cái đám ở thang ở trên núi cái đạn nhớ không? Có được kể nghe chưa chưa? Là có nguyên cái đám thiền sinh á, ông thầy nó ông kêu là bây giờ nó là tối nô ở nó sáng mai là thầy quyết định là thầy đã dạy thiền giáo lý cho con là 10 năm rồi, mà thầy muốn sáng mai là thầy bàn giao cái lớp này không dạy nữa, tụi con đã thành đại rồi, mình để thử cái nội công tu hành của con tới đâu. Để mới cho mỗi đứa một cái cục thang mà mình nấu bếp á, cây lớn vậy thôi, sáng mai 4 giờ dậy lên trình pháp. Thì đêm đứa nào về cũng thấy có một người đàn bà tới ngủ với nó hết á. Thì nó đi người ta ngủ tới ngủ mình ngủ kia mà nó ngủ ngày nọ khuya 4 giờ lên thì đứa nào nó lấy cái mặt trời ơi cơ kìa than không phải nó ôm than mà thầy cũng thử chỉ có cách đó nó mới trung thực thôi, những cách đó mới trung thực có chứ. Bởi vì có nhiều người họ nói vui lắm, ủa sư cũng còn cái đó nè, nó rất là phiền. Nó quá đi, mình ác chỗ vậy nè, cái này mới đáng giận. Họ ngạc nhiên vậy là mình đã muốn tức điên nữa rồi mà mình giận như vậy. Khi mà họ thần tượng tụi tôi như vậy thì ít nhất họ cúng dường đi, không cúng. Các vị tôi nói các vị nghe hiểu không? Khi mà các vị nghĩ là người tu không có cái đó thì tại sao các vị không vô đính chùa? Mà thường mấy người nào mà họ phản ứng nhiều như là những người ít cúng chùa nhất. Nhớ lời của tôi nói có thể không? Cái người nào mà ví dụ như nói là chị giáo nguyên bê bối gì đàn bà đi, thì cái người nào mà phản ứng nhiều nhất là thường là những người ít cúng dường nhất. Vì sao? Vì họ không thương tôi, họ không cúng tôi, rồi từ chỗ họ không thương, họ không cúng tôi, họ đâm ra họ phản ứng mạnh. Và rất là nhiều người họ không đến chùa chỉ vì họ nghĩ đơn giản ông sư là cái chuyện mà ông sư không có phiền não là chuyện tất nhiên. Mà bây giờ anh có phiền não là anh quá bậy. Họ nghĩ vậy đó. Nó ác từng thường đời nó ngược. Phải nói là thường những người mà ít thần tượng ông sư nhất lại là những người cúng dường nhiều nhất. Những người biết ông sư nhiều nhất là những người cho ông sư nhiều nhất. Còn những người thần tượng ông sư nhiều nhất là những người ít cho. Lạ, rất là lạ. Chứ phải nói là những người mà sư bỏ tôi đó đều là những người biết tôi bậy hay. Biết gì. Còn người nào mà không biết tôi bậy hay cũng ít cũng. Thế bây giờ tôi cũng muốn lấy tiền ai để cho người đó biết là tôi bậy hay. Rồi bây giờ là xong rồi đấy. Đại khái giờ là giờ biết lý do tại sao mà tôi cho chép cái này. Nha xem. Rồi bài tập về sau từ từ khi mình tôi dạy các vị, nếu mà được có duyên học hết kinh tạng thì các vị sẽ thấy một chuyện rất là đặc biệt đó luôn.
Phật pháp có điểm đặc biệt đó là Phật giáo Nam Tông mình, cái tạng Bali điểm đặc biệt là kinh đầu sông với kinh cuối sông nó gặp nhau. Đó như vậy bên lực, các vị tưởng thần lực cái là Đức Phật cấm thì kia không được làm này, không được làm kia, mà thật ra không phải. Mình tưởng nó không liên quan đến kinh khác, chẳng phải, nó có liên quan. Nhưng một vấn đề của thần lực đem ráp với vi pháp, cái trịch, mình định nghĩ luận cái vi pháp nó rất rốt mà nó. Ví dụ trong vi pháp, trong luật Đức Phật có cấm, nó rất là biệt. Có những giới phạm do biết, mà có những giới phạm do không biết, có những giới phạm do tưởng, có những giới phạm do thức. Do tưởng là sao? Tức là mình nghĩ là nó không phạm, thật ra nó là phạm. Hoặc là cái người đó là cái đó là người mà mình tưởng là đồ vật, còn đồ vật mình tưởng là người thì phạm. Ví dụ như mình đi xe bus Việt Nam, đứng kệ đứng không có dám nhìn, nhìn nó đẹp, nó mát mát mềm mềm đứng phê, thật ra cái đó là cái thằng mập thôi. Nhưng mà mình định phạm ra cái kiểu mà mình tưởng nhưng mà bây giờ ác chắc là mình đang nhìn nó nè, mình đang này nè, thì mình phạm theo cái kiểu biết kiểu thích. Rồi có những cái mình phạm do không biết tới, không có học tùy theo, mà không học học vi pháp mà làm hòa thượng là phạm. Trong 10 cái điều mình để trở thành một vị hòa thượng cho người ta tu tu tùy theo, đâu có được, anh phải biết ít nhất basic tầm sở hữu chắc phải bạn, và anh không biết anh không lòng hòa thượng được. Cho nên có những cái do mình phạm cho mình không biết, rồi có những cái mình phạm cho mình biết nữa. Trường hợp mình không biết thì thôi, mà mình biết là mình phạm. Ví dụ như bây giờ mình con rắn làm cái này mà rồi cái tôi để nguyên cái bình rắn lên được, trời cái hùng này mua rắn làm cái rắn lên được chưa, lên chứ không lên. Thì nếu mà mình không biết có nó thì mình không phạm, nhưng mà mình biết nó nằm ở dưới mà mình sợ quá, mình kiếm cây mình thì mình phạm do mình biết. Chút tăng lực có nhiều cái đặc biệt rồi nó vô nghiệp khác, một giới khác. Tôi các bạn nói kỹ nha, tôi vô tình tôi không biết có nó mà tôi đè thì tôi phạm nghiệp chứ không có không giới. Nhưng mà có những cái giới phạm do không biết, ví dụ như bây giờ tôi gặp vị tỳ kheo, tôi nói chào, tôi đi luôn, tôi không biết ổng lớn hạng tôi, phạm do không biết. Cho nên mình học luật, rồi mình học kinh, mình thấy là kinh với luật đó là mình thấy rõ ràng nó khác nhau chứ, mà thật ra nó có một quan hệ rất là lớn. Và các vị cũng biết, khoa học văn minh thế giới bây giờ cũng dạy cho mình biết điều đó, là cái kiến thức của về chemical nó rất là cần thiết cho một người nghiên cứu về nông nghiệp. Mình thấy một bên là phòng lab, một bên là cánh đồng, nghĩa nó không liên quan mình, nó sao không liên quan, giống lúa nào nó hợp với loại phân nào, và giống lúa nào nó thường hay bị cái loại sâu nào tấn công, và loại sâu đó nó nên dùng cái loại chemical nào. Bởi bây giờ người ta phải nghĩ là thế nào mà dùng cái chemical đó giết con sâu đó thôi mà không giết cái thứ khác. Wow, nó khó chứ không phải nó dễ đâu. Có những như thuốc xịt cỏ thì nó chết sạch, cỏ mình cây mình cũng chết. Chà, cho nên mình đừng có tưởng mình nghĩ ruộng đồng nó đâu ảnh hưởng đến cái phòng lát. Mấy anh chàng mà ăn là cứ thấy cái bình mấy ống vỗ mỏ rớt qua rất là trụ, mấy thằng này nuôi uống cơm những loại không, tôi có chuyện nó say mê thì cái cha nó, mà tí tôi muốn nói là mình không hiểu á, ủa sao mà cái thằng rót rót gì nó đủ ảnh hưởng gì đến thằng mà ruộng mà không, à không có thằng mà nó không rót rót gì đó, ở thằng ngoài ruộng lúa luôn, nó đâu có làm gì nữa, cầu cao vậy nó nhảy tập ra rồi đánh, trong khi đó là không trị được, nhưng mà nhờ cái thằng rót rót đó mà nghe nó cầu cao thắt eo trúng ra liền, trúng cầu cao liền, ngoài hướng. Idam me nyati nan ho tu sukita hon tu nyatayo. Idam me nyati nan ho tu sukita hon tu nyatayo. Idam me yati nan hotu sukita hontu nyattayo. Idam me punyang asawa kaya waham hotu. Idam me punyang nipanasa pacayo hotu. Mamang punyang pagang sabasattanang dima. Sound, sound, sound.